Đây có phòng ngủ sau 2 năm sử dụng. Đây là phòng ngủ của mình. Không biết anh kỹ sư nào thiết kế mà phòng mình trở nên đủ màu hết như thế này. Và sau 2 năm thì trên tường đã xuất hiện rất nhiều vết nứt, trông cực kỳ mắc thẩm mỹ luôn. Hôm nay mình quyết định dọn dẹp và decor lại để có một phòng ngủ tiện nghi hơn. Giấy dán tường sẽ là biện pháp tối ưu mà mình sử dụng. Mình thì thích mấy tông màu tối nên đã chọn loại giấy dán tường giả bê tông xi măng này. Nhìn trông khá là đẹp luôn á. Nhưng để mình thử dán lên xem có hợp không nha. Nhìn dán thì tưởng dễ nhưng mà làm một mình thì sẽ rất là khó. Mấy bạn nên nhờ người hỗ trợ hoặc là thuê thợ làm thì sẽ đẹp hơn á. Loại này mình sử dụng là khổ 1m2. Nếu mấy bạn có dán tường thì nên sử dụng khổ 1m2 như mình, vì nó tốt gấp mấy lần khổ 45 hoặc là 60 á. Giấy có keo sẵn, chỉ cần bóc ra và dán thôi. Mình sử dụng loại giấy chống thấm luôn. Đây là phòng mình lúc đầu nè, còn đây là thành quả sau 5 giờ dán tường, thấy xịn sò hơn nhiều rồi đó. Tiếp đến mình sẽ phải thay luôn cả bộ chăn ga này. Mình có mua hai kiểu khác nhau để tiện thay đổi, một bộ khủng long và một bộ hổ vằn, vì năm nay là năm con hổ mà. Chất liệu là vải cô tông nên khá là mềm mịn. Mình thì thích mấy kiểu họa tiết cute hoạt hình như thế này. Dùng mấy loại vải cô tông này thì mùa hè cũng không sợ nóng. Wow, thay bộ chăn ga mới vào nhìn khác hẳn. Còn đây là bộ hổ vằn của năm nay nè. Sao mình thấy vẫn còn chống chống cái gì đấy? À, mình sẽ decor thêm một bộ chanh ngay đầu giường. Mình thì thích mấy kiểu chanh chùa tượng hơn, lựa mãi mới được một bộ ưng ý như này. Khung chanh được làm bằng nhựa composite chống ẩm mốc, hình ảnh và màu sắc của chanh thì cực kỳ chân thật luôn. Mình vẫn đang decor thêm một số đồ nữa. Mấy bạn chờ mình ở phần 2 nha. Căn phòng ngủ sau 2 năm sử dụng. Phần 2, chuyện là lần trước mình có decor lại các phòng ngủ và có rất nhiều bạn góp ý là bộ chăn ga này không hợp, nên lần này mình quyết định thay một bộ chăn ga mới xịn sò hơn. Chất liệu là vải cô tông mềm mịn, thấm hút tốt. Lần này mình chọn màu xám cho hợp với tông màu tường luôn. Thay bộ chăn ga này vào nhìn có vẻ trông ok hơn rồi đó. Nhưng mình thấy bên góc này vẫn còn khá là trông nên mình sẽ đặt vài món đồ decor lại cái góc tường này luôn. Đầu tiên thì mình sẽ trải ở đây một tấm thảm lông. Mình lựa mãi thì chỉ thấy có màu này là ưng nhất. Tiếp đến sẽ là một em kệ kê đầu giường. Mình chọn chất liệu là gỗ thông nên rất là chắc chắn. Phía trên tường thì sẽ là một chiếc đồng hồ, vừa dùng để xem giờ, vừa dùng để decor. Đặt thêm mấy cái kệ gỗ trang trí ở đây nữa. Không biết mấy bạn thế nào chứ mình cực kỳ thích mấy món đồ gỗ như vậy luôn. Nó tạo cảm giác thoải mái hơn cho căn phòng. Bạn nào thích trồng cây xanh trong phòng nhưng sợ bẩn thì có thể dùng cây giả như vậy giống mình nè. Vừa sạch sẽ, vừa khỏi mất công tưới nước và đặc biệt là không thể thiếu đèn decor được. Mình sẽ sử dụng một em đèn ngủ đứng và một em đèn LED 16 triệu màu. Chăn và thân đèn thì được làm bằng thép và sơn tĩnh điện. Nhìn kiểu dáng trông giống như mấy cây đèn ở trong phim Hàn Quốc vậy. Còn đèn LED này thì mình sẽ decor phía trên đầu giường. Loại này có thể cảm biến âm thanh và chuyển màu trên từng mắt LED luôn. Nó xịn hơn mấy con đèn RGB một xíu. Và đây là phòng mình khi decor lại. Còn đây là sau khi tắt đèn. Căn phòng 3 năm không có người ở. Chuyện là lần trước mình có được mami cho cái phòng kho và mình đã tận dụng để decor lại thành một cái phòng ngủ như thế này. Nhưng mình thấy cái góc này vẫn còn khá là trống nên mình quyết định sẽ biến chỗ này thành một góc đọc sách. Mình có tìm được một em ghế bệt để ngồi đọc sách nè. Mình chọn màu be cho nó tiệp màu với cái thảm mình đang dùng luôn. Chất liệu em này thì mặt trên được làm bằng nhung tâm nên rất là mềm và mịn luôn. Còn mặt sau là bằng vải canvas và không thể thiếu một em bàn gấp gọn được. Chất liệu bàn được làm bằng gỗ thông nên rất là dày và chắc chắn. Mấy bạn có thể dùng để làm bàn ăn hay là để laptop ngồi học bài thì cũng đều rất là ok nha. Mình còn tìm được thêm một cái đèn song tinh dầu để tạo hương thơm cho căn phòng. Em này thì sử dụng pin nên rất là tiện, mang để đâu cũng được hết. Vừa có thể tận dụng để làm đèn ngủ, decor cực kỳ xinh luôn. Lúc nào mà làm việc căng thẳng, ngồi ở đây đọc sách hay là chơi game thư giãn thì cũng đều rất là ok nha. Decor phòng vệ sinh sau 2 năm sử dụng. Mình cũng đã có mua cái kệ nhà tắm, nhưng do nhà đông người có quá nhiều đồ phải dùng, thế là mọi thứ đã trở nên bừa bộn như thế này. Hôm nay mình sẽ quyết định dọn dẹp và decor lại để có một phòng vệ sinh tiện nghi hơn. Do nhà có phụ nữ nên dùng khá nhiều đồ mỹ phẩm nên mình sẽ đặt một hộp đựng mỹ phẩm ở đây. Vừa sạch sẽ, tiện lại, lại vừa khô ráo luôn. Bàn chải và kem thì nhà mình lại bỏ vào một cái cốc như thế này. Nhìn trông cực kỳ mắc vệ sinh. Mình sẽ thay vào đó là một bộ nhãn kem đánh răng tự động. Dán thêm mấy cái sticker này vào, tăng thêm độ đáng yêu cho chiếc cốc. Mỗi người dùng một cốc riêng biệt, sạch sẽ, tận dụng để thêm một số đồ cần thiết nữa. Muốn lấy kem thì chỉ cần cho bàn chải vào đây là xong. Nhiều bạn bảo dán như thế này thì dễ bị rơi rớt nên mình đã thử đặt một quả tạ 5kg lên thì thấy vẫn rất là chắc chắn nha, khá là uy tín đấy. Ủa, giấy vệ sinh ai mà lại để như thế này, không có sạch sẽ đâu. Nên sử dụng một hộp đựng giấy vệ sinh như thế này, vừa sạch sẽ, khô ráo, còn có thể tận dụng làm giá đỡ điện thoại và bỏ thêm mấy món đồ linh tinh nữa. Bàn chải chà toilet xong thì đừng đặt lên nắp bồn cầu như thế này, rất là mắc vệ sinh. Đặt thêm mấy em kệ góc ở đây để đựng bàn chải chà toilet là hợp lý luôn. Kệ được làm bằng sắt và sơn tĩnh điện nên rất là chắc chắn. Nếu có đọng nước thì nó sẽ nhiễu xuống nắp thoát này luôn. Còn đây là nhà vệ sinh lúc ban đầu và đây là sau khi decor lại. Lần trước thì mình có định dùng giấy dán tường để decor lại cái góc làm việc này thì trông nó sẽ đẹp hơn, nhưng do chưa có thời gian nên hôm nay mình quyết định cải tạo lại để có một góc làm việc xịn sò hơn. Nhưng trước tiên mình cần phải dọn dẹp mấy cái đống đồ linh tinh này cái đã. Có bạn nào giống mình không, kiểu thích mấy tông màu tối á, lúc làm việc trông nó sẽ ấm và dễ chịu hơn. Muốn decor đèn trang trí thì cũng sẽ lung linh hơn nên mình sẽ dùng giấy dán tường để đổi màu lại cái góc làm việc của mình. Để tiết kiệm chi phí, mình sẽ tận dụng lại một số đồ đã có sẵn như bàn làm việc với mấy cái kệ để tai nghe laptop này nè. Mình sẽ decor thêm một bảng treo đồ đa năng ở đây. Mình cực kỳ thích mấy cái bảng gỗ kiểu này. Ngoài sự
tiện lợi ra thì màu sắc của nó cho mình cảm giác khá là dễ chịu, đặt ở bất kỳ không gian nào thì cũng đều đẹp và hợp cả. Muốn có thêm không khí ở trong phòng thì có thể trồng vài chậu sen đá như thế này. Đùa chứ, đây là cây giả đó, bảo đảm mấy bạn có nhìn ở ngoài cũng không nhận ra được đâu. Người ta làm tinh tế thật sự đấy chứ. Mình còn tìm được hai cái kệ treo tường cực kỳ độc đáo mà chỉ có một mình có thôi. Thay vì chỉ là một thanh gỗ dài bình thường thì mình đã thiết kế thêm hai cái ống nước để làm chăn đỡ như thế này. À, mấy bạn có sử dụng kệ gỗ thì nên dùng gỗ thông nha, vì nó khá là dày và chắc chắn. Giờ thì để bộ sưu tập Lego của mình lên đây luôn, góc làm việc ban đầu của mình nè. Còn đây là sau khi đề co lại. Căn nhà sau 30 năm sử dụng. Đây là ngôi nhà thân yêu của gia đình mình. Mấy năm trước thì bố của mình cũng đã có sơn phết lại, nhưng theo thời gian thì trên tường cũng đã có nhiều vết nứt và các lớp sơn cũ gần như đã bong chóc hết. Nên hôm nay mình quyết định đề co lại để cho bố mẹ có một căn nhà đẹp và sạch sẽ hơn. Lúc trước thì nhà mình dùng loại sơn thường thôi nên khá là dễ bị thấm và bong chóc, nên lần này mình chuyển qua dùng sơn Maxilite cùng nhà sản xuất với sơn Dulac luôn. Mình có tìm hiểu thì thấy khá nhiều bạn sử dụng loại này vì nó hợp ví nhưng chất lượng vẫn được đảm bảo. Mình phải nhờ thêm ông anh tiếp mình một tay, chứ có một mình chắc làm xỉu luôn á. Nhìn vậy chứ hai anh em làm cũng mất hết 2 ngày trời đó. Ở bên ngoài thì mấy bạn nên chọn loại sơn ngoại thất nha, vì nó chống thấm và bong chóc tốt hơn. À mà đối với cửa cây như nhà mình thì mấy bạn phải dùng sơn dầu nha. Chuyện là đang sơn thì trời nó chuyển mưa mấy bạn ơi, mình phải lẹ tay lẹ chân lên mới được, chứ không mà mưa xuống thì bao công sức đổ sông đổ biển luôn. Sơn nhà thì mình thấy cũng khá là đơn giản, mấy bạn chỉ cần lăn cọ đều tay là được. Đây cũng là lần đầu tiên mình sơn luôn đó nên cũng không được đẹp lắm, chủ yếu là lấy công làm lời, cũng đỡ được kha khá chi phí mướn thợ á. Giờ thì cùng xem thành quả của hai anh em mình nha. Đây là nhà mình lúc chưa sơn nè, còn đây là sau khi được sơn lại.